Rồi, ghế đây rồi cưng ơi. Rồi, ngồi đi cưng. Dạ. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Trời ơi, xinh quá. Trong trắng thơ ngây quá, bên đây vô số tội. Chào em trai, em giới thiệu trước đi nè. Chào chị Cát Tường. Chào chị ba. Em là Lê Minh Phi, sinh 1985. 35 con dê. 35 con trâu chứ. Trâu thì tại nhiên người ta nói 35 con dê. Dạ. Đang làm công việc gì Phi? Công việc chính của em là làm bên gym, vừa làm PT, vừa cung cấp thiết kế thiết bị phòng gym. Và em cũng có làm thêm một nghề đam mê, đó là nghề xăm cái gì? Tattoo. Rồi là em xăm cho người ta hay người ta xăm cho em? Em xăm cho khách. Sao chị chưa thấy em xăm khách mà chị thấy khách xăm em không vậy? Cái gym là ở quận mấy, chỗ nào? Gym thì em làm thường ở dưới quê của em nhiều hơn. Cung cấp thiết bị cho tất cả các phòng gym ấy vậy. Quê em ở đâu? Quê em Bạc Liêu, đúng rồi. Dưới quê mình sống với ai? Ba mẹ em, nhưng mà em có cái nhà riêng em. Cái chỗ đó là cái tiệm của em làm luôn. Rồi, hello em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, em tên là Tú Quyên. Dạ, anh em 31 tuổi. 31? Dạ. Giỡn hả cô? Trời, tôi nhìn nãy tôi tưởng cỡ 25 tuổi á trời. Chào 1989 chị. Quyên quê ở đâu cưng? Dạ, quê em ở Kiên Giang. Em đang là thợ bánh kem và có dạy luôn bánh kem tại quê luôn ạ. Ồ, vậy luôn. Là dạ, hiện giờ cũng đang sống ở với Kiên Giang luôn. Dạ, em sống là lên đây để ghi hình thôi. Dạ. Rồi về. Dạ. Ồ, lên ghi hình với ai vậy? Đi với ai? Dạ, em đi một mình. Trời ơi, thân gái dặm trường đường xá xa xôi, đưa người ta về Kiên Giang được không? Dạ được chứ. Được chứ, rồi đúng rồi. Cưng làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em làm khoảng 5 năm. 5 năm rồi giờ. Dạ. Mình có tiệm bán không em hay là mình làm? Dạ, em làm cho chị. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì đam mê cái gì là em làm tay bánh. Ừ. Dạ. Có ngại yêu xa không? Bạn trai không có ở chơi gần, kế bên nó hơi xa xa. Dạ, cái đó chuyện đó thì em không ngại, nhưng mà có chịu về quê thăm đúng không chị? Trời ơi, không thăm thì mất bạn gái sao? Không thăm thì khác nó thăm. Thì không, khoảng là 1 tuần, 2 tuần, chứ không phải là 1 tháng, 2 tháng. 1 tháng ít thì cũng phải ít nhất là được 2 lần. Dạ. Nói chung bản thân mình muốn đi là sẽ được thôi. Đúng rồi, bản thân muốn đi là được, có đừng lo. Tự ưng nhau thì coi như 1 tuần nhiều khi đi 2 lần luôn. Hoặc nhiều khi 1 tuần đi 1 lần, bằng 1 lần ở 1 tuần. Khỏi lo. Dạ. Nha cưng nha. Rồi, em có điểm rồi vậy, có cái khuyết điểm gì không nè? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nóng tính, hay quên. Rồi, người vậy mà nóng tính đó hả? Dạ. Nhìn vô thấy dễ thương, hiền lành. Dạ. Rồi, thôi để đó từ từ tìm hiểu tiếp rồi sao ha. Dạ. Còn em Phi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Mọi công việc á, em hay quyết đoán quá. Em muốn em sẽ làm cho bằng được. Ừ. Người ta nói vô với em ra không quan trọng. Ừ. Cái đó là điểm yếu của em. Nhưng mà những cái mà em quyết đoán mà em làm mà không quan trọng những lời bàn tán xung quanh. Ở đó giờ bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là thất bại? Đa số là thành công nhiều hơn. Được rồi, chín mấy phần trăm. Như vậy thì cái quyết đoán nó tốt chứ, mắc mớ gì? Tuổi trẻ mà dám nghĩ dám làm thì mình có thành công. Nếu rủi có thất bại đi chăng nữa cũng là những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống của mình. Chứ bây giờ trẻ mình không dám làm, già làm sao mình dám. Còn gì nữa không? Ưu điểm, khuyết điểm gì nữa? Em nấu ăn ok, được hết. Nhưng mà em không có thích rửa chén. Giống chị đó, ăn xong đập. Ăn xong đập. Rồi hoặc là mình làm đồ mũ. Ôi chết cha, không rửa hả? Trời ơi, mình ăn đồ giấy. Cũng hơi nóng tính chút. Nhưng mà biết kiềm chế. Có hà thượng gắn chân, hà cẳng tay ai chưa? Không chị. Rồi chứ tưởng ông quýnh ta chết à? Rồi phụ nữ có khi nào vũ phu không? Không chị. Đó giờ có quýnh phụ nữ lần nào chưa? Giơ tay thôi, nói chung là mình nóng quá. Mình giơ tay thôi nhưng mà mình biết kìm lại, mình không có đấm. Giơ tay cũng không được nữa nha. Cái đó cũng là ức chế tinh thần người khác. Dừng lại đúng lúc là cũng tốt rồi, rút kinh nghiệm. Mình hôm nay mình biết kể câu chuyện đó là cái khuyết điểm thì mình phải bỏ. Yeah. Ok, rồi, tình trường. Dạ thì mối tình em chia tay cách đây cũng 2 năm. Mấy mối tình? Dạ em quen cũng 6-7 mối tình. Mối tình nào là mối tình sâu đậm nhất? Dạ chia tay đây cũng khoảng 2 năm rồi. 2 năm quen được bao lâu? Quen gần 1 năm chị. Lý do sao chia tay? Dạ là hai đứa em kỳ tuổi. Là quen rồi mới thấy kỵ hay là về dạ, nhà tụi em biết chịu rồi. Kỵ? Cái lúc quen thì anh nói là không sao. Nhưng mà về gặp gia đình thì gia đình không cho. Em tuổi con gì? Em tuổi rắn. Rắn là tị, trời hợp anh này luôn nè, tị sửu dậu tam hợp, chị cũng tuổi tị. Gia đình ảnh không chịu hay gia đình em không chịu? Gia đình bên ảnh không chịu. Ồ, gia đình em có coi tuổi gì không em? Không chị, gia đình em quan trọng là em ok là được. Nhưng mà hai bạn là hợp tuổi đó, tam hợp đó. Hai người lấy nhau, người tuổi sửu, người tuổi tị, kiếm đẻ con 5 tuổi dậu nữa là lên luôn. Như kiền ba chân, ok. Dạo này tôi chuyển sang phong thủy luôn nha quý vị. Xinh vậy không lẽ xung quanh không có anh nào theo đuổi? Dạ, tại vì cái môi trường làm việc của em cũng không có tiếp xúc nhiều. Em thường thì làm trong bếp không à. Thì chị em có làm mai cho vài người. Thì khi tiếp xúc thì cái thấy cái vẻ mặt em có thể nghiêm quá. Có thể là thấy em hiện đại quá nên
Trời ơi, tôi thấy hiện đại gì đâu trời. Trời ơi, tối nay tôi thấy bánh bèo hết sức luôn. Họ muốn về quê. Họ nói họ thấy em như vậy có thể là không có phù hợp nên họ không tiến tới. Thấy hiện đại là không có phù hợp. Dạ. Trời ơi, ai mà thời buổi này mà lạc hậu dữ vậy trời. Dạ, mà em thích người hiện đại hay thích người hơi cổ cổ? Em thích người hiện đại hả chị? Hiện đại phải không? Dạ. Lát chị cho em hại điện luôn á, em nói em nhớ nha. Rồi, bên đây, tình trường sao? Em cũng... chắc cũng cũng nhiều á. Cũng nhiều, chắc là không đếm hết quá ha. Chắc hết là mấy đầu ngón tay, mấy đầu ngón chân luôn á ha. Nhưng mà chỉ có vài mối tình sâu đậm thôi. Rồi, giờ kể chị nghe một cái mối tình nào sâu sắc nhất, sâu đậm nhất mà để lại nhiều ấn tượng trong em sâu nhất. Sâu nhất là mối tình đầu tiên. Rồi. Thời đó còn đi học cái gì? Thời đó em học 12, người đó học lớp 11. Người đó nói là khi mà chia tay xong thì người đó sẽ lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà đúng như vậy, khoảng 3 năm sau người đó đi lấy chồng nước ngoài. Ừ. Rồi mối tình thứ hai cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Thứ ba cũng vậy. Trời, em mát tay quá vậy. Ai muốn lấy chồng nước ngoài là quen em hay gì? Muốn lấy chồng nước ngoài không em? Dạ có. Có luôn hả? Ừ. Người đầu tiên là lấy chồng bên Mỹ. Ừ. Người thứ hai là Hàn Quốc. Người thứ ba Đài Loan. Vậy bữa nay em bấm nút hẹn hò cô này để cô lấy chồng nước ngoài luôn giùm chị nha. Philippines hả chị? Hả? Philippines hả? Thôi nước nào miếng nước ngoài được rồi, kệ ta lấy ai kệ. Tại em tên Phi mà. À, trời hay quá, tên Phi. Rồi thôi quay đến đề nè. Mối tình cuối cùng gần đây nhất à, cuối cùng đó là chia tay được khoảng chắc 7-8 tháng rồi đó. 7-8 tháng, quen mối tình đó bao lâu? Chắc được khoảng 2 tháng quá. Trời đất ơi. Giống như là hai gia đình có gặp mặt. Mới 2 tháng gặp mặt gia đình luôn rồi. Em lấy thì người đó nhỏ em tới 14 tuổi là. Ừ. Còn nhỏ lắm. Rồi sao mới quen 2 tháng là... sao gặp mặt luôn rồi? Làm gì con người ta bị bắt đền hay sao mà? Không chị, không. Chứ sao mà mới 2 tháng gặp mặt? Cũng không biết nữa, tại vì sao đưa đẩy gì thôi, mình phải duyên số gì tới đó. Cũng có làm đám, không có đăng ký kết hôn nhưng mà về sống với nhau được khoảng hơn 7 tháng thì cái mâu thuẫn nó xảy ra liên tục. Không có giống như không thể hòa hợp được á chị. Ừ. Cái thứ nhất là em thì chững chạc, mình lớn rồi. Còn cái người bạn gái đó thì giống như là còn trẻ con quá, con nít quá. Ừ. Chưa có hiểu được những công việc của em. Cái công việc của em thì đa số tiếp xúc những phụ nữ nhiều. Ừ. Phụ nữ rồi nói chung nên người đó cũng hay ghen lắm. Ừ. Ai mà không ghen, còn nhỏ nữa. Đúng rồi. Thì phải ghen nên, thôi. Giống nhưng như vấn là... đề em có phải là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không? Có chứ chị. Khi em còn độc thân thì khác. Còn như khi mà em xác định với một người nào đó thì còn những mối quan hệ khác là cũng bình thường. Không có giống như là người đó là số 1 thôi. Không quen thì thôi, nhưng mà quen á thì phải quen. Thì người đó số 1 nhưng mà có mấy số 2, số 3, số 4 đúng không? Không chị, số 3, số 4 là do người đó nghĩ nhưng mà bản thân em không có. Bản thân em không có nhưng mà em vẫn gieo cho người ta nghĩ. Chứ em không có cắt đứt bụp thì đương nhiên vợ em ghen là đúng rồi. Không phải chị, giống như em bạn bè em nhiều đi. Ừ. Giống như hai đứa đang nào ngồi chung một cái ghế, bạn em gọi điện thoại lại. Gọi thì em vẫn ngồi đó nói chuyện đàng hoàng. Ừ. Em đâu phải như em nghe điện thoại xong em chạy ra chỗ khác thì nó nói. Em ngồi chỗ đó em nói luôn, nói trực tiếp người đó luôn. Ừ. Nhưng mà bạn bè thì lâu ngày gặp nhau thì nói chuyện cũng bình thường mà. Vì cũng ghen. Cái này là do tìm hiểu chưa kỹ. Là dạ, em vội vã mới có 2-3 tháng em chưa tìm hiểu kỹ tính cách dạ, của nhau. Mà mình lấy nhau sớm quá thì nó là như vậy đó. Cái đó là cái sai lầm của em. Nhưng mà giờ hiện tại giờ trên cái giấy tờ mọi thứ là vẫn độc thân. Đúng rồi chị. Cũng may mà chưa có con đó. Dạ. Dính vô nữa là mất công khổ mấy con nhỏ nữa, đúng không? Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà tại sao lúc đó không làm giấy tờ rồi kết hôn? Lúc đó là cứ nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau đi. Ừ. Rồi khi sanh con xong mình sẽ làm giấy đăng ký kết hôn à, luôn. Đó. Rồi hiểu. Em muốn hỏi là vợ nhỏ hơn ảnh nhiều không vậy? Rồi nữa em thật sự là tính em cũng con nít nha. Con nít nhưng mà tuổi em lớn rồi em ơi. Cũng không thể nào con nít bằng cái đứa tuổi con nít thiệt. Dạ. Mình là cái tánh mình nó trẻ trung thôi. Chứ dạ, mình không phải con nít. Khi em đi chơi với bạn bè em hay quậy này nọ lắm. Em không biết là anh có chịu được không? Trời ơi sợ em quậy không bằng ảnh. Anh muốn em quậy cho nhiều nhiều xíu á. Quan dạ, trọng là mình chơi vui bạn bè. Nhưng mà dạ, đâu là cái tình cảm của mình có xác định được hay không? Mình dạ, có phải là một con người nghiêm túc trong tình yêu hay không? Đó mới là quan trọng. Trong tình cảm thì em nghiêm túc nhưng mà em tại vì em nghe nói là ảnh một lần với vợ như vậy, em cũng sợ là sau này ảnh sẽ gặp vấn đề như vậy nữa. Ủa là em cũng ghen luôn hả? Em ghen dữ dạ, lắm em hả? Không có ghen nhưng mà em sợ là cái tính con nít hay nhõng nhẽo hay là hay đòi này nọ, em sợ ảnh không chịu được. Quan trọng là của mình là hiểu chuyện thôi em. Anh làm công việc đó, anh làm cái đó thì anh sẽ nói cho em nghe chứ anh không có giấu. Bạn bè của anh thì anh nói cho em biết hết. Bây giờ ngược lại cổ cũng bạn bè nhiều, cổ cũng hay đi chơi với bạn bè. Rồi cũng đó, ví dụ lâu cổ cũng biết uống bia rồi, em có cái đó bình gì thường không? Chị, cuộc sống bây giờ là mình phải ra ngoài, mình phải giao tiếp, phải ăn uống, ăn nhậu, cái là chuyện bình thường. Rồi, nhưng ví dụ mà em đi chơi phải... em có dắt vợ em đi theo không?
Có chứ chị. Em đi đâu em cũng dắt vợ em theo hết. Nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình dắt không được, thì giống như đi đám tiệc bạn bè thì có dắt vợ mình theo bình thường, đâu có gì đâu. Rồi giờ cổ hay nhõng nhẽo hả, kiểu như hay vòi vĩnh rồi nhõng nhẽo rồi, tại tính tình hơi con nít. Chung đừng bánh bèo quá được, giống như em đang làm á thì đừng kêu anh ơi đi mua trà sữa cho em là không được. Em sống nó thực tế rõ ràng. Nhưng mà vẫn quan tâm yêu thương lo lắng cho bạn gái, cho vợ mình đúng không? Em quan tâm thì em không biểu hộ bên ngoài. Mệt quá thì ráng biểu là hiện ra bên ngoài đi. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là chín chắn, nghịch nghịch quậy phá áo xí phá quá luôn được không? Dạ không không dạ vậy, ví dụ như là nhậu thì ít một xí hút thuốc em cũng cho, tất cả em cũng cho cái nào là giới hạn thôi. Hút thuốc nhậu nhẹ có không em? Nhậu có chị, hút thuốc thì không. Nhậu có hả? Dân thì... dân thể thao có nhậu cũng mập đâu em đừng lo. Rồi nhậu rồi đừng có bụng bia được rồi chị. Không có bụng bia, tao chờ body 6 múi mà người ta đi bán đồ tập gym mà em nghĩ dạ. Sao bụng bự 6 múi ai mua cái máy gym đó tập, đừng lo. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề hơi nan giải nè. Dạ. Đó giờ em quen bạn trai hay bạn bè em có ai xăm mình chưa? Dạ chưa. Em có sợ xăm mình không? Em có xăm. Em có xăm, em xăm nhiều ít? Em xăm nhiều. Nhiều? Trời ơi trời ơi. Sao bữa nay em không lòi ra gì cho chị coi vậy? Bánh bèo quá vậy. Còn bạn thích một người bạn gái như thế nào? Không cần đẹp lắm đâu. Ừ. Cái quan trọng nhất là biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình vậy thôi à. Biết nấu ăn không cưng? Biết làm bánh mà. Dạ nhưng mà nấu ăn em ít nấu à. Nhưng mà em nấu được. Trời ơi, hình ảnh gì mà thì khó lựa, khó kiếm ghê luôn á. Kiếm đi, có cổ trọng đó. Trời ơi, khó lắm, khó kiếm lắm. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. Sinh năm 89, bên này sinh năm 85. 89, 35, bên này 31. Một cô nàng 31 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Có đeo kiến không chị? Quậy phá, tinh nghịch. Không biết trong hình có kiến hay không, ở ngoài thì không có kiến. Tiền. Tôi biết rồi, tôi cũng nghi đoán đó lắm. Nhưng mà dịnh cầm nó đi, chưa chắc trúng đâu. Đâu? Dạ em đón anh ngoài bìa. Sao đón anh ngoài bìa? Em thấy có xăm hình. Rồi thôi được rồi, hai người cứ giữ tấm hình đó đi ạ. À. Nhìn về phía cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình như thế nào. Dạ. Chào em. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Biết nói sao nữa ta? Em nhìn bề ngoài anh khác hơn so với cái lời nói của anh. Thấy bề ngoài cái lời nói của anh á thì là một người rất là trưởng thành, chững chạc như lắm. Nhưng mà cái vẻ ngoài nó khác, nó dịu hơn chứ. Dịu là sao? Cái lời nói hồi nãy lúc mà em chưa thấy mặt anh em hơi sợ. À. Dạ. Chứ giờ nhìn thấy không sợ hả? Dạ. Trời ơi chúc mừng. Bớt. Chị tưởng đâu em nhìn anh em sợ mà em nó bớt sợ là chị thấy chị nhẹ rồi đó. Thôi anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em có món quà tặng anh. Cái này tự tay em làm ạ. Dạ. Tự tay làm. Con gấu hả? Dạ sô-cô-la, anh thích sô-cô-la không ạ? Anh có ăn thôi. Nhưng mà cũng... À, tại anh không thích ăn ngọt. Dạ trong đó có đắng có ngọt. Ngồi bên đây. Dạ một cái nốt ạ. Gì vậy con gì vậy? Dạ một đứa bé chị. Một đứa bé. Dạ. Sao tự nhiên tặng món quà có đứa bé là sao? Tại vì em thích con nít. Trời đất ơi, gửi gắm một đứa bé cho em được không? Cái này là con trai ha. Con nào cũng được thôi. Dạ. Nghĩa là con của mình là được rồi. Dạ. Em thấy anh xăm mình nhiều gì em có sợ không? Em hỏi là tay anh có xăm không? Nói chung là anh xăm hết đó. Chính hết luôn. Gần 100%. Anh thì nói chung là thoải mái lắm. Dạ. Mình muốn làm gì mình làm à. Nhưng mà đừng có làm gì nó sai trái là được. Quan trọng với anh là phải lễ phép với người lớn, bất kể người đó là ai. Anh thấy anh vậy thôi. Nhưng mà nhà anh ai cũng đi làm coi công chức hết. Nhưng mà tại vì cuộc sống anh thích cái cuộc sống nó tự do, anh không muốn làm cho ai hết. Nên anh đi theo một con đường riêng của anh. Anh đi học đại học ra nhưng mà anh học anh lấy cái bằng thôi. Nhưng mà anh làm theo cái đam mê của anh. Xí nha, từ từ rồi hai đứa tâm sự tiếp. Bây giờ chị phải đi vô. Bây giờ trước tiên chị đi vô thì chị mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mừng. Bây giờ tôi mời hai bạn ha thưởng thức. Đây là một cái set ăn trưa rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mừng. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau nha. Chúc hai bạn ngon miệng.
Cảm ơn. Ít phút nó quay lại liền nha, tâm sự vô vấn đề chính nha. Anh thì em mà. Dạ em mời anh. Anh sống với ba mẹ gì, anh có phụ thuộc hay là về ba mẹ nhiều không? Không em, mình cũng lớn rồi mà. Dạ. Như anh mà giờ còn phụ thuộc nữa thì khó coi lắm. Ba mẹ em có khó không? Em còn ba à, ba em thì dễ. Con cái sao cũng được, miễn là tốt là được rồi. Em thì có cái là hồi nhỏ giờ ra là em chưa nấu ăn nhiều. Anh có nghĩ vấn đề đó không? Về tập thôi, nấu ăn cũng dễ mà anh, rồi đó anh nấu ăn anh đâu có học đâu. Dạ. Nói chung em không nấu thì anh cũng nấu được mà. Dạ. Tại vì cái chuyện nấu ăn đối với anh này cũng bình thường thôi. Không dạ. có phải gọi là nó khó khăn cho lắm hay là như thế nào hết. Em nếu mà hai đứa mình tiến xa hơn, em có thể về về Bạc Liêu được, làm dâu được không? Em thì có thể về nhưng mà cho em điều kiện là 2 năm. Tại vì em còn công việc của em ở đây chưa ổn định. Với em muốn sống với ba một thời gian. Anh nghĩ là bây giờ thì mình cứ tìm hiểu đi. Dạ. Nếu mình cảm thấy được, thấy hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. À, còn cái vấn đề mà mình không thể nào nói trước được. Em vẫn kết hôn được nhưng mà em muốn ở nhà một thời gian là 2 năm. Nhưng em có thể là tới luôn thì được, vẫn được. Một tuần hoặc là mấy ngày em vẫn xuống đó được, em không ngại đi xa. Lý do? Tại vì em muốn ở bên ba em thời gian với ổn định cái tiệm của chị em mới mở. À. Tại nhà em còn có mình ba. Ừ. Dạ. Ba khỏe không? Ba năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba cũng 69. 69 nhưng mà chị cũng đang ở chung với ba luôn đúng không? Dạ nhà em giờ chỉ có thằng em ở chung với ba. Ừ. Nhà cũng vắng đó chị. Thì trong thời gian đó mình tìm hiểu, lần này tìm hiểu kỹ hơn một chút để mọi thứ đã an toàn, đảm bảo chắc chắn, đừng vội vã như lần trước nha. Thật ra đây là mình mới trao đổi thôi. Có thể nó sẽ là 1 năm, nó có thể nó sẽ là 3 năm, nó tùy theo cái điều kiện sống của hai bạn. Hoặc thậm chí có thể nó có 6 tháng, nó không có nói trước được một cái điều gì. Nhưng hôm nay là mình chỉ hỏi về cái gọi là cái suy nghĩ bằng cái lý trí á. Đó là cái mong muốn cái của hai bên nó là như vậy. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bóc một cái mỗi người một lá thăm ha. Đọc lên những yêu cầu trong này. Rồi, đâu em đọc trước đi. Vì một lý do gì đó, gia đình ngăn cấm tình yêu của đôi bạn, bạn sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Rồi, câu này dành cho bạn nữ đi. Cụ thể giờ em yêu anh này nè, mà giờ về gia đình em nhìn thấy anh này ngợp quá, không đồng ý. Thì em nghĩ phải làm sao? Thì em nghĩ là phải có nỗ lực từ hai người. Anh phải thể hiện ra là cái tình cảm anh đối với em như thế nào cho ba em thấy. Và cái công việc là có đảm bảo được cuộc sống cho em hay không? Chứ không phải là nói là ngăn cản là mình buông xuôi. Hai người ngồi bàn bạc, cách này không được mình làm cách khác vậy. Chứ không nhất định không buông ảnh đúng không? Nếu như em chọn thì em sẽ chọn luôn. Em không buồn. Mời em. Cái nào cũng được. Vậy là em ngon hơn chị rồi đó. Chứ chị quen ai mà ba mẹ chị cũng chịu nói riết chị cũng bỏ. Hãy đặt cho người đối diện một biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào. Sau đó gọi họ một cách tình cảm. Giống con gì đáng yêu ha? Giống con thỏ đi. Không chị, thỏ thì... Chị đâu biết đâu, chị có đời nào có ai nói với chị mấy cái đó đâu chị biết. Thỏ là cái gì rồi nói sao kêu thử coi. Mẹ em gửi ý cho anh rồi, em thích chó. Chó của anh là nó tên là Herrick. Trời ơi, đặt một cái tên ngọt ngào. Herrick đâu ngọt ngào gì đâu trời. Kiểu như là cục cưng vậy đó. Nhưng mà là một cái tên gì đó mà kêu nó ngọt ngào vậy đó. Sushi đi. Kêu coi. Bé sushi ơi. Tại sao đặt tên cổ là sushi? Tại vì em thích ăn sushi. Người ta kêu nhìn cổ mà đặt mà còn đặt tên cái em thích không mà. Thí dụ em tự đặt tên cho em thích đặt tên em là gì? Cái nickname Facebook của em là chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ, rồi đặt kêu coi. Chú chó nhỏ của anh ơi. Kêu nghe thử coi nè, 2, 3. Chú chó nhỏ của anh ơi. Trời ơi, chán ghê. Thôi tôi thấy tôi nổi da gà gớm quá. Thôi về hai đứa tự tình tứ với nhau đi nha. Bây giờ nghiêm túc và hỏi lại chuyện của hai bạn nè. Hai người nhìn nhau đi. 30 giây nhìn nhau và hãy nói cho nhau nghe cái cảm nhận của mình. Em thấy anh là chín chắn, chững chạc, có một chút ngầu ngầu. Dạ, cũng thuộc 80% cái tiếp người của em. Trước tiên là cảm ơn cái chương trình này đi. Tại vì cái chương trình này thật sự là rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ekip tất cả thực hiện chương trình. Nói chung anh đến đây là để tìm cái người phù hợp với anh. Không phù hợp thì mình sẽ cố gắng để mình phù hợp. Không ai là hoàn hảo hết. Nên anh thấy em cũng dễ mến, thoải mái. Dạ. Cũng giống như những cái gì mà anh đã giống như là suy nghĩ. Rồi
Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Nhắm mắt lại. Một, cảm nhận đi ạ. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi những gì? Hai, những gì được và những gì còn chưa được. Ba. Hết thời gian. Ủa em có bấm nút không vậy? Có sao nó chưa lên đèn? Em bấm nhẹo. Trời đất ơi, tôi đã kêu bấm mạnh rồi mà. Rồi mời hai bạn đứng vào một bên. Dạ. Nắm tay nhau nha. Bạn hãy dành tặng cho nhau một món quà đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt, đó là một nụ hôn. Chào sân. Cảm ơn hai bạn đến với chương trình. Hy vọng là sẽ nhận được tin vui từ phía hai bạn nha. Thôi, cho nên là em cứ chủ động em chia sẻ về bản thân ha. Họ tên, tuổi, công việc, rồi những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái điểm đặc biệt của bản thân mình. Hôm nay em đến với chương trình em mong muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào ha. Dạ, em tên là Hà Thị Như Mỹ. Chị năm nay em 26. Em làm nhân viên văn phòng ở Vinaphone đó chị. Em sinh sống và làm việc là ở tại Long Xuyên, của thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang luôn. À, đã được An Giang luôn hả Mỹ? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là bình thường, em điểm mạnh là em nhanh nhẹn, lạc quan với hoạt động chị. Còn em thường cũng có thích chia sẻ những chuyện, nói chung là em hơi hướng nội, em không có thích chia sẻ những chuyện của mình cho nhiều cho mọi người xung quanh cho lắm. Ừ, em là nhân viên văn phòng nhưng mà cụ thể công việc của em đó là em làm thì ở Vinaphone hả Mỹ? Dạ. Em làm giao dịch viên với bên nhân viên kinh doanh mà chăm sóc khách hàng á chị. À, giao dịch viên đúng không? Dạ. Ừ, em làm công việc này lâu chưa? Trước đến giờ là em chỉ ở dưới Long Xuyên thôi hả? Chứ em có lên Sài Gòn làm bao giờ chưa? Dạ chưa. Em đó giờ em chỉ làm ở Long Xuyên thôi chị. Từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ là em làm ở Vinaphone luôn là 5 năm mà chị. Em học đại học dưới Cần Thơ luôn hả? Dạ. Rồi, thế thì ngoài cái hướng nội ra thì em còn điểm mạnh điểm yếu gì không? Dạ không. Rồi, về tình trường thì sao này Mỹ ơi? Dạ là em đã từng có lập gia đình một lần đó chị. Từng lập gia đình rồi. Dạ. Rồi có em bé chưa, rồi sao chia tay ha? Dạ có. Em có được bé 3 tuổi rồi chị. Em cũng ly dị 3 năm mà em sinh con xong là em ly dị với chị. Sinh con xong là ly dị luôn. Dạ. Con trai hay con gái? Dạ con gái chị. Con gái đang sống với em. Dạ. Sống với em với ông bà ngoại. Rồi tại sao mình ly hôn ha? Dạ tại vì chồng em nhiều lần ngoại tình đó chị. Với trong lúc em sanh em bé này kia cũng vậy nữa, nên là em không có sống tiếp. Nhưng lúc em có bầu là đã ngoại tình rồi. Dạ. Yeah. Từ lúc ly hôn đến nay thì... Dạ sao chị? Đến nay em có đang tìm hiểu hoặc là có đã tìm hiểu hoặc là quen hay không? Dạ không. Tại vì con em cũng còn nhỏ đó chị, nên là em chỉ tập trung chăm sóc cho con thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ chồng em có chu cấp cho con em không? Dạ có, chồng em với bên nội ông bà có chu cấp cho con của em với chị. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào Mỹ? Em muốn tìm mẫu người là làm quen với em là phục vụ hoặc là làm trong quân đội á chị. Dạ. Rồi gì nữa? Ngoài làm trong quân đội ra thì còn công việc gì khác mà em có thể chấp nhận được không? Dạ không, tại em cũng không có nhu cầu kỹ là làm quen với mấy anh khác đó chị. Tức là bây giờ em bắt buộc cái mẫu của em là phải làm trong quân đội hả? Dạ. Cái này thì chị sẽ chia sẻ luôn, nó sẽ rất là khó nha. Dạ. Tại vì cái thứ nhất á, là cái thứ nhất là để một kiếm một anh nào mà đã từng trong quân đội mà đã từng đổ vỡ mà tham gia chương trình bấm hẹn hò là không có. Người mà chưa từng kết hôn mà họ tham gia cũng không có rồi, mà dạ. Người đã từng đổ vỡ phù hợp với cái hoàn cảnh của em thì lại càng khó hơn nữa. Nếu như dạ. Bản thân em mong muốn thực sự em tìm một cái mẫu người cho bản thân mình ấy, thì em nên mở rộng cái đối tượng tìm hiểu ra.
thì như vậy nó mới dễ dàng để em có thể là bước thêm một bước nữa. Còn nếu như mà em cứ khăng khăng là em muốn cái người trong quân đội á, thì là bọn bọn chị vẫn lưu cái hồ sơ của em ở đây để khi nào có người phù hợp thì bọn chị mới liên hệ lại với em. Nhưng mà chị nghĩ rằng là đã đăng ký tham gia chương trình, đã mở lòng ra để cho mình một cơ hội rồi thì em cũng nên mở rộng cái đối tượng tìm hiểu của mình ra, chứ còn nếu như mà chỉ có quân đội không là chị sợ bị khó ấy. Đó. Nhưng mà lý do tại sao lại chỉ thích bộ đội? Tại vì nói chung là em thích mẫu người phục vụ trong ngành quân đội này kia, chỉ cho em không thích mấy anh làm. Rồi, tức là chỉ thích quân đội, có quân đội thì em mới chấp nhận em tham gia chương trình, còn nếu như mà không có quân đội là em sẽ không sắp xếp thời gian để em tham gia, đúng không? Rồi, ok, chị cảm ơn Mỹ nha. Thì hồ sơ của em thì chị sẽ lưu ở đây, gần khi nào mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Em cảm Ừ, ơn. rồi, ừ, chào em, thoát cuộc gọi giùm chị nha. Má chia sẻ giới thiệu về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình nha chị. Dạ. Mình thì tên Đỗ Thị Như Thủy, sinh ngày 14 tháng 8 1976, thì quê quán ở Hoài Ân, Bình Định, nhưng mà mình sinh ra lớn lên tại Pleiku, Gia Lai và làm việc cũng ở đây luôn. Mình đó là cử nhân điều dưỡng chuyên ngành phụ sản, hiện tại thì mình đang làm việc tại trung tâm y tế thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai. Là mình chuyên về phụ sản hay như thế nào chị? À, đúng rồi, chuyên ngành phụ sản. Hồi giờ là chị có vào Sài Gòn không? À, cũng vào thường xuyên, thì gia đình em gái trong đó rồi con gái cũng học trong đó nên cũng vào thường. Và con gái, vậy là trước đây mình đã từng lập gia đình rồi hả? Đúng rồi. Vậy thì chị chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. À, mình thì kết hôn năm 2002, nhưng mà ly hôn được 14 năm rồi. Ly hôn 14 năm thì hiện tại có một bé gái năm nay 20 tuổi, học ở đại học ở trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vì sao mình lại ly hôn chị? À, anh chồng mình á, thì ảnh không có trưởng thành được, ảnh cứ trẻ con hoài à. Thì có lẽ sống trong môi trường gia đình cũng khá giả đó, cho nên là ảnh cứ ham cái thói ham chơi á, không có lo làm ăn, cứ ham chơi mải mê hết, không có thành một người đàn ông trưởng thành, thế là mình ly hôn. Là lúc có con này kia ra là cũng không có phụ lo cho con hay như thế nào? Không luôn, thật ra thì ảnh này ảnh ham chơi từ cái lúc mà mình còn bé, từ lúc thanh niên mới lớn á, tới khi lấy vợ thì mình cứ cơ hội mình còn mới lớn, mình cũng nghĩ ảnh yêu thương mình như vậy á thì mình thay đổi được ảnh, anh sẽ thay đổi tâm tính, nhưng mà anh không có, anh chưa bao giờ thay đổi tâm tính hết, cho nên là cuộc chia tay này tất nhiên sẽ phải xảy ra rồi, thì vì thì cái điều đó nó rõ ràng á, xung quanh mình mọi người ai cũng thấy, cũng nhận định điều đó. Nhưng mà ly hôn 14 năm sau đó chị có tìm hiểu ai khác không? Thì cũng có tìm hiểu một vài người, thì cũng có nhiều người yêu thương đó, nhưng mà nó không có phù hợp với hoàn cảnh của mình, người thì có gia đình rồi này nọ, nói chung là mình cũng chưa thật sự tìm được một người này. Vậy thì bây giờ chị mong muốn sẽ tìm một người như thế nào phù hợp? Mình mong muốn tìm được một người ít nhất là có công việc ổn định này, rồi khỏe mạnh bình thường, rồi có trách nhiệm với gia đình, hơn mình tầm khoảng từ 7 tuổi trở lại. Phải lớn hơn 7 tuổi đổ lại rồi. Người này đang sinh sống ở đâu chị? Nếu mà ở gần địa phương mình thì càng tốt, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Rồi. Nhưng mà trên khu đó hoặc là người ta đang làm việc ở Sài Gòn thì có được không? Mình chỉ ngại tại Sài Gòn thì cũng được, nhưng mà cứ ngại cái khoảng cách thời gian nó xa thôi, thì cái sự tìm hiểu nó bị hạn chế lại, thế cũng không vấn đề gì cả. Chứ còn mình cũng ra vô Sài Gòn thường xuyên. Rồi, còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này? Người ta cũng cùng hoàn cảnh ly hôn có con kia vẫn được đúng không? Đúng rồi, không có vấn đề gì cả, vì mình cực kỳ yêu vợ con. Rồi, ok. Chị Thủy có mình có tài lẻ hay năng khiếu sở thích gì không? À, về có chứ, mình thì là người sống rất là gọi là sao, vui vẻ, ham vui, làm việc gì là tới nơi tới chốn, làm việc cũng hết mình mà chơi cũng hết mình luôn, hát thì cũng tạm được, nói chung làm gì là nhiệt tình lắm, nói chung
nói chung được đánh giá chung của mọi người là cũng Rồi ok, vậy hát được, hát thử với miên đoạn luôn đi cho vui vẻ đi. À, hát miên đoạn nha. Hát người chưa dâm bảo nha. Phải hơi luôn. Để ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không vương mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh đang yêu em như đóa hoa, và em say manh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình kiểu su non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi em là nhà. Rồi ok, trời hát hay quá. Ok, cảm ơn chị Thủy, hôm nay chỉ là buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn á, cũng như là có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho mình ha, để mình sắp xếp vào Sài Gòn nha. Vâng, cảm ơn chương trình rất rất nhiều. Rồi ok, cảm ơn chị Thủy ạ. À, chào. Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Mình tên Cao Thị Thu Phúc. Cao Thị Thu Phúc sinh ngày 26 tháng 12 1981. Công việc mình đang là gì chị? Mình đang làm thợ cắm hoa, quê mình ở Bến Tre, hiện tại thì mình ở Bình Tân. Dạ, thợ cắm hoa mình làm ở đâu? Làm ở công ty gì á, ý là nó là gì mà nó thuê chị cắm hoa? À, cái này không phải công ty mà là giống như cửa hàng vậy, cửa hàng hoa. À, hoa trên đường 3 tháng 2. Chị làm cho một cái shop bán hoa đúng không? Dạ. À, rồi ok, chị nói một chút điểm mạnh điểm yếu của chị đi, rồi cái đường tình duyên của mình. Dạ. Sao em, chị không nghe rõ. Chị nói về điểm mạnh điểm yếu, rồi chị đã từng kết hôn hay chưa, lý do mình chia tay là gì ạ? Nghe chưa chị? Alo. À, thì điểm mạnh của mình chắc có lẽ là mình cũng chịu khó. Chịu khó, nói chung là cũng chịu khó nhiều nhiều việc cũng ngon. Nói chung là mình có thể làm được những việc mà mình thích làm thì mình sẽ làm được. Còn điểm yếu thì chắc có lẽ là mình cũng hay dễ dễ mềm lòng, dễ yếu yếu lòng á. Khi mà gặp một cái chuyện gì đó mình cũng... Rồi chị đã từng kết hôn chưa? Kết hôn có hai bé 5 năm rồi. Bao nhiêu tuổi rồi chị? À, mình nay mình 43 tuổi. Ý là con của chị á, hai đứa bao nhiêu tuổi, đang ở đâu? À, con mình đó hả? Con mình thì một bé 16 tuổi và một bé 6 tuổi đang ở với mình. Trai hết hay sao chị? À, một bé gái và một bé trai. Bé gái lớn, bé trai nhỏ. Hai bé mình hết rồi, ông xã thì chu cấp tiền hàng tháng. Hồi xưa làm sao mà chia tay? À, lúc mình có bé trai á, thì anh đó có người thứ ba. Dạ, khi mình sinh bé được 3 tháng thì mình ly hôn. Nhưng mà có lẽ lúc đó bé nhỏ quá cho nên là tò cũng khuyên đó. Thật ra mình chờ bé 1 tuổi thì mình bắt đầu mình ly hôn. Cho tới giờ thời điểm này thì hai bé vẫn sống với mình. Nói chung rồi, là chị ly hôn bao lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm này chị có tìm hiểu ai không? Không. Lý do sao vậy chị? Tại vì chị thấy hai bé nhỏ quá. Rồi có ai tán tỉnh chị không? Chị nói gì chị? Không luôn. Nói chung là mình cũng không có để ý xung quanh, nói chung là mình chỉ nghĩ tới hai bé thôi, nên nếu mà có người để ý thì mình cắt liền chứ mình không có nói chuyện luôn. Bây giờ con chị là chị vẫn đang nuôi ở chung chị đúng không? Hai bé đều ở chung với chị.
Rồi, ok, bây giờ thì chị muốn tìm một người như thế nào ạ? Nói Về chung là ngoại người hình đó nha, phải về ngoại hình, về ngoại tuổi hình tác, về công việc, quê quán luôn. à quê quán thì chắc có lẽ chị cần một người, chị ở Bến Tre thì nếu mà một người đó gần quê chị thì tốt, tại vì chị mới 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 cái hôn nhân đầu của chị ở xa đó, cho nên vợ chồng dường như không có tiếng nói chung. Cho nên chị muốn một người đó cũng ở gần chị, hoặc là người đó sống ở thành phố này, quê ở đâu cũng được, nhưng mà phải sống thành phố này để công việc chị nó sẽ tốt hơn. Rồi anh đó thì cũng không cần cao đâu, tại chị cao có 1,5 m, cho nên anh đó như thế nào cũng sẽ cao hơn chị rồi. Nhưng mà nếu được một người á, mà người đó chị nói thì nó cũng không có được tốt, nhưng nếu người đó mất vợ thì chị nghĩ là sẽ tốt cho chị và những đứa con. Ví dụ anh đó mất vợ mà có con đi, thì chị nghĩ là chị sẽ thương anh đó và chị sẽ thấy thương cha con anh đó nhiều hơn. Còn Trời ơi, có vợ nhưng mà vợ người chị ta cũng đi đổ lập gia vợ đình rồi thì cũng đâu có gì chị. Vợ người ta cũng lập gia đình, cũng có chị gia đình khác rồi. Chị ý em là nói sao? Dĩ chị nhiên cái đó là cái yêu cầu quan điểm của chị, nhưng mà chị làm vậy thì có khi chị bị khổ. Chị gặp những người đàn ông vợ có thể chết đi nhưng mà người ta không có thương chị biết không? thì thôi vậy cũng được, nói chung Đúng rồi. là Còn bây giờ em nói chị nghe, nếu mà chị sợ cái chuyện mà qua lại gian díu mập mờ gì đó thì em hỏi chị nè, chị với lại chồng chị thì sao? Người ta muốn chồng chị chết người ta mới lấy chị thì chị chịu không? Em ví dụ vậy tại đó. chị Chị hiểu ý không? Còn bây giờ ví dụ chị nói vợ ảnh phải chết, nhưng mà em nói chị nghe, trời ơi, nếu mà người ta tầm tuổi chị á ha, người ta cũng lập gia đình khác, người ta cũng không có rảnh mà. Trời ơi, ai mà quay lại với người cũ làm chi? Cái kiểu như là người ta có gia đình, có chồng khác rồi, người ta con, người ta còn không thèm chăm, người ta không thèm lo luôn á. Chứ ở đó mà chị lo là bả phải chết hay bả phải sống. Được không? Chị hiểu ý em không? Tại tụi em thì mong muốn là ghép đôi được cho anh chị, chứ không phải là vì lý do này kia rồi lại không đến được với nhau, thì nó rất rất là mất cái thời gian đó thôi vậy cũng được, tại vì chị hơi ha. hơi sợ. Đúng rồi, em biết chị sợ, chị đổ vỡ chị sợ, nhưng mà đó em cũng vừa chia sẻ thì chị biết là nó có những cái điều nó sẽ tốt đẹp hơn nếu như mà mình cũng phải tin tưởng vô trong cái việc mà mình đi kiếm chồng với, chứ chị cứ nghĩ đàn ông nào cũng vậy rồi cũng khổ ha, được không? Rồi cho em hỏi nha, cái công việc ảnh thì chắc là làm đêm, ví dụ bảo vệ rồi làm đêm được không? Chị nghĩ là được, nhưng mà nói chung là chỉ cần một người giống như là biết biết thương, nói chung là biết yêu thương là được rồi, đạo đức chút xíu là được, đối với chị là vậy. Nhưng mà đừng có rượu chè quá, tại vì chị dướng vào một người chồng mà rượu chè rồi những cái, nói chung là chị cũng Rồi, sợ. chị không thích điểm gì ở người đàn ông? Thì vậy thôi, rượu chè với lại gái cờ quạt thì mấy đó không Ok, rồi. Chị ơi, bây giờ chị này em hỏi thì hỏi cho nó đầy đủ thôi. Chị có muốn chị sanh con nữa được không? con nữa hả? Của tuổi chị giờ nếu mà tìm một người mà người đó ví dụ có con rồi thì chị nghĩ là không nên. Còn nếu mà người đó không có con, hoặc người đó hai người gặp anh đó rồi để coi như thế nào, lúc đó con mình còn sinh được hay không chứ. Chị rất thích trẻ con mà, đâu có gì đâu, kinh tế này kia ổn thì đó ok rồi, chị nghĩ vậy Ok chị, đúng không cái đó quan không? điểm chị thôi, để em tìm người cho phù hợp với chị thôi ha. Rồi ok, rồi em cảm ơn chị Cúc đúng không? Rồi em cảm ơn chị. Rồi có gì thì Rồi chương chị trình sẽ liên lạc lại với chị chào sau nha. em nha. Dạ chào chị. Rồi chị cảm ơn em. Dạ chào. Dạ có ạ. À.